Clip này hôm nay mình có nhập về một cái bình xăng. Bạn nhìn nè, thấy không? Đây là nắp chao mini đó bạn. Ok, thì mình thấy cái bình này đẹp là nó dễ canh đó bạn. Đó thì nắp chao là gì thì bạn cũng biết là nắp chao thường thường là dành cho những xe đấu á, mà xe máy lớn rồi sân cơ á, thì nó thường thường nó từ 33 đó, không 33 đó 38 thôi. Nhưng mà bây giờ bên công ty nó có sản xuất ra cái nắp chao mà người ta gọi là nắp chao mini á, nó nhỏ, nó hỏng 24, 26, 28 gì, thì đây là cái hỏng 28 nữa bạn. Thì clip này mình cũng xin giới thiệu bán bình xăng là mình chỉ các bạn về thao tác một cái mẹo để canh xăng bình nào cũng như bình nào các bạn. Đó. Rồi. À các bạn nhìn mẫu mã nè. Thì thường thường nắp chao mini á, thường thường mấy bình nắp chao bạn cũng biết là canh cho máy lớn mà. Còn máy tự do hay gì không à, đó nó hỏng 38 hay gọi 33 lớn lắm. Nó canh cho mấy bài bền 57 zin zin hay 62 zin zin của mình không có được, bạn thấy không? Nhiều khi vậy không có được, lớn quá bình 38 lớn quá, thì cái này có bình 28 nè, tiết kiệm xăng với lại dễ canh đó bạn. Đó. Đó. Ngại nhìn cái mẫu mã nó cũng bắt mắt nè bạn thấy không? À. Thì mình thấy nó ok quá thì mình mới nhập về bán cho các bạn. Đó, giá thì ngay cái tiêu đề á. Thì cái này cũng không quảng cáo gì nhiều hơn, mình cũng xin chia sẻ một số mẹo để canh xăng luôn cho bạn trơn á bạn. Rồi để mình coi cho bạn soi cho bạn. Đó. Thấy cái trái gà nó sáng không? Ok. Đây là nấm găng tay nè. Đây là ngốc gió nè. Đây là ống vô xăng nè. Có e kéo nè. E kéo. Đó, ok. Rồi. Đó. Thì bây giờ để mình tháo và soi nó ha. Cho bạn coi là lát mình chỉ các bạn, nói chung là nhiều khi giới thiệu bình xăng quảng cáo bán, nhưng mà mình chỉ các bạn mẹo canh xăng chơi để bạn về tự canh để lấy đồ nghề cái. Tiếp tục nào bạn, mình gỡ ra một vét để coi mấy bên trong nó như thế nào. Nếu mà tháo dễ, mình tháo đây là để canh bét á. Còn thường mấy bình xăng con á, bạn tưởng tượng mua về là dặn ốc gió là xong, dặn vít là xong, không có đâu bạn. Canh là canh trong đây nè, dành cho khách tự mua về tự chơi luôn. Cái lá này dễ mà, nó có cái mẹo hết. Gỡ đây nè, bạn gỡ nè, không chuyện không, cái ống này nè, ống hai ống này nè, ống là thông hơ, bạn đừng có bít lại nè. Đó, hai ống này thông hơ đừng bít lại, còn ống này ống sân dư nè, chảy ra vậy thôi, cái mình nói sau thêm. À, bạn gỡ ra cái bình xăng nào nó cũng vậy các bạn không? Mình soi đây. Đây bình xăng nào cũng vậy nè. Thấy có một con bét lớn đây nè. Đây là một con bét nhỏ ở đây nè. Đó. Cái bét lớn lớn là bét chính. Bét chính là khi mà dặn 100% mình chạy ra ngoài, mình dặn hết ống ga là bét này hút nè. Còn mấy ga chỉ từ từ là mạch găng ti là bét nhỏ đây nè. Mình gỡ cho bạn hai con. Rồi, video bị gián đoạn xíu các bạn, mình gỡ ra nè. Gỡ bét phụ ra. Rồi. Này bét phụ à, mạch găng ti là mạch chạy từ từ các bạn. Rồi mình gỡ đây, trên đây nó có số các bạn. Đó, mình chỉ các bạn tự chơi, tự mò đúng không? Rồi lát mấy cái bét này bán đâu mình chỉ luôn. Số 38 nè bạn không? Đó, ok, bét phụ để một bên. Rồi bét chính thường thường mình lấy một cái điếu sáo á mình dặn. Nhiều khi nhưng mà dặn nhiều khi nó dặn cái con kia luôn, mình chỉ dặn cái con trên thôi, nhiều khi nó
nhiều khi nó xoay cái con ở trong đây luôn nè, thì mình lấy cái kìm giữ lại, mình chỉ cần lấy cái con trên đỉnh thôi, nhiều khi nó xoay cái ống thôi, cho mình giữ lại. Rồi ok, nó có số 120 nè. Ok rồi, thì mấy này bác chính bác phụ thì các bạn canh chỉ bạn nè, cái bác mà các bạn dặn từ nửa ống ga rồi hết ống ga là bác chính, còn bác mà chạy từ từ ba ống chục á, chạy ống hẻm nữa, găng ti nữa là bác phụ, thấy không, bác phụ đó. Như là cái mạch mà này nè, mà nếu mà nó thiếu sáng sớm nó dễ bị kho nổ đó. Như là tác động ốc gió nữa, ốc gió là cũng là ốc gió, cũng là mạch chạy từ từ nè, ốc gió dặn vô hết thêm xăng, xả ra hết là bớt xăng lợn, thiếu xăng mà dặn xả này ra nhiều quá thì sáng sớm gặp hiện tượng kho nổ buổi sáng các bạn. Rồi thì cái ốc gió, thường thường mấy ốc gió mình thân con mình dặn chừng dặn như hết xong xả ra chừng một vòng thôi, hoặc là một vòng rưỡi là ok, chứ đừng có quá ba vòng các bạn. Đó là cái đó là canh bác phụ á, bác phụ nè, nó liên quan tới cái con ốc gió này nè, nó dặn ra xả và mình cầm ra nhẹ nhẹ ngâm theo đúng tô máy thì nó nói rồi. Thì một phần liên quan nữa là cái kim đây, để mình tháo mấy này vậy hết, tháo vậy hết, đây mình mở cái này, cái kim nè, cái kim nó cũng liên quan. Rồi gỡ hết đây cho nó chống, rất là nhiều chức năng, rất là nhiều nhiều cái nhìn nó đã mắt, thích mắt các bạn. Nó nhìn như nắp trao dặn đẹp, nó dễ canh như lợi ếch ở bông mai á. Đó gỡ ra thấy không, hay nhiều cái chi tiết đã không. Đây lấy cái kim này nè, bạn phải có đo đó nè, kim này đang ở nước giữa nè. Rồi từ trên đến dưới cái khoe nước giữa, đúng không, đúng không, các bạn mà giờ cái khoe này xuống đây là nó ăn xăng, còn giờ cái khoe này lên trên là bớt xăng lại đó. Là giống như kim giờ lên thấp cao nè, nó ngay cái đót, đúng không. Rồi đó, thì bạn chỉ biết cho mình là cái khoe càng nằm ở trên cao là càng bớt xăng lại, cái khoe nằm dưới là nó ăn xăng thêm, nó ăn xăng từ cái bát chính đến bát phụ đi lên luôn đó. Thì cái kim á, thì thường cái kim là nó, ví dụ mà bát chính á, bát chính bây giờ là đang 120, nó đang 120, ví dụ mà mình giờ cho kim nó ăn xăng thêm là nó, nếu mà một nước kim mình tính cỡ hai đơn vị á, là tưởng tượng mình tăng lên 122 bát chính á. Đó, dù mình cho kim ăn lên nữa, cái kim mỗi nước nó cho là hai đơn vị đi, mình thì theo mình nghĩ thôi. Thì bạn nào có cách canh canh thêm các bạn. Rồi thì canh xăng như thế nào, mấy bài ẹt mình nói ẹt đi nha, ẹt chứ full 35 57 29 hay 62 á, thì cái con số này nằm ở dao động bao nhiêu thì mình nói bạn nghe, con số này nằm ở dao động là 110 115 120, bạn cứ thả như đó đi, bạn chạy tại tự cảm nhận. Mình không cần canh bát chính đâu, bạn chạy ra, ví dụ thường thường bạn chạy ra không, số 1 ngâm giặt lên hết phải không, bạn canh con này cho mình đó. Con này là khi mà cái trái ga mà nó, bạn kéo lên hết á, đây nè, khi mà trái ga kéo lên hết nè, đó đó là từ đây nè, đây đây cái ga mình kéo ra, kéo như đây nè, mình kéo đây là cái bát phụ thôi, bát phụ liên quan. Nhưng mà khi kéo nữa ra nè là cái đó bát chính ăn nè, nó hút từ bát chính lên rồi kéo hết ống ga, là bát chính nó từ cái đót nè, là bát chính là nằm ở đây cái lỗ nè, ha ha, là nó hút cái kim đó, cái kim đó nó hút nó mở rộng rồi nè đó. Cái diện tích kim á, cái kim nó bầu con này, khi mà lên đây cái kim nó ốm lại nhỏ, nó hút nhiều xăng lên đó bạn á, đó là nó ăn liên quan theo bát chính đó, bát chính nằm ở đây đó đó. Nếu mà khi nó từ nửa ga lên hết ống ga là bát chính nó liên quan nhiều nhất các bạn, đó là mình canh bát chính. Thì mình mấy cái clip mà canh bét lên mình cũng nói nhiều rồi, giờ mình bán mình xong nó lợi cho bạn chơi thôi. 110, 115, 120 đó, hỏng 28 đi cho ẹt rồi đó.
gắn nã vô. Thì nói chung giờ canh các loại xe khác cũng vậy thôi, nó dao động mà bạn cứ canh cách nhau 5 đơn vị. Ví dụ mà có nhiều trên thị trường có nhiều loại đơn vị, nhưng mà mình theo mình thì cái mẹo mà để canh xăng thì cách nhau 5 đơn vị, giống như 5, 10, 15, 20, 25, 30, thì thường thường từ bát 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, bạn dặn thế nào mà cái bát nào nó ngọt nhất là ok. Tại bây giờ nói mà canh xăng mà bằng lỗ tai chỉ có thợ canh thôi, chứ giờ bạn nếu mà nói qua online gì mà chỉ có cầm chiếc xe chạy ngoài đường thử từng con bát thì dao động nó vậy như vậy á. Dụ mà con thả bát vô hụp nhiều, con hạ xuống mà nó chạy nó ò không là thiếu xăng, biết thiếu xăng nó hay là giật luôn á, là bạn cứ lên bát là chạy sao cho nó ngọt là ok. Mà canh hoàng mà không ngọt thì kiểm tra lại điện lửa bugi mobil nữa bạn đó. Rồi mình chỉ các bạn hướng dẫn chơi thôi, còn mấy bát này bán ở đâu? Đây. Mấy bát này bán ở đâu? Nè, mấy bát này bán ở đâu? Đó, mấy bát này bán thường thường bán ở tiệm phục hồi bình xăng con các bạn. Bạn lỡ mấy tiệm phục hồi bình xăng con lớn mua bát bát á. Còn nãy bát phụ là bao nhiêu? Bát phụ nè. Đây. Cái bát phụ nè. Bác phụ bạn chạy từ từ đúng không? Sang nó nằm ở tầm 35 đến 38 là được rồi. Đó bạn, đó bác phụ là chạy từ từ trong hẻm rồi, chạy đi chợ rồi mà bị hao xăng canh bếp này. Đó. 35 38 là được rồi. Còn kho nổ nữa bạn, lên 40 là tác động ốc gió vô. Ốc gió mà nè, ốc gió này nè. Ốc gió này các bạn xả ra quá như xả ra 3 vòng đi, có thể kho nổ bạn xiết lại. Xiết vô hết luôn, xiết vô hết. Xong xả ra chừng một vòng thôi rồi xong sáng bạn chạy để nổ dễ, không chạy có hao xăng, nếu mà hao xăng nữa mình xả nửa vòng nữa đó, mình canh cứ lần nửa vòng vậy. Còn canh theo tua máy mình có chỉ hết rồi, bạn tự lên này lấy mình quảng cáo bán mình xăng thôi, rồi chỉ cái mẹ bạn tự về canh xăng đó bạn. Rồi bình này rất là đẹp các bạn thấy không, nắp chao như mấy cái nắp chao bự đó. Gia công sắc sảo nữa không, nó mới dài. Rồi về tự chơi các bạn. Dù mà xe zin muốn gắn bình này mình khuyên đi họng 24 là 26 được rồi. Còn bạn nào mà tự tin mình canh được bình Uma mà ấy bình 28 mà cho xe zin thì các bạn có thể canh cũng được. Tại vì thường thường mà xe mà muốn canh là canh bình xăng là cái dàn hơi nó phải mạnh rút lên. Như mình đi cái bình lớn á, dàn hơi phải mạnh để nó hút lên. Các bạn biết sao không? Nè, cái bát chính đây đúng không bạn, chỉ mình chỉ các bạn à, bát chính đây nè, mình để cho nói cho bạn hiểu. Cái chén xăng ở đây nè, chén xăng ở đây nè, đầy xăng đi, nó sẽ ngâm cái bát chính vậy đúng không. Khi mà có luồng gió chạy qua mạnh, một cái lực gió mạnh không, thì ở đây nó có lực chân không, nó hút cái này lên, giống như là máy bay các bạn biết máy bay không. Máy bay mà bể cửa kính á, như cái cửa kính này đang kính đi, cái luồng gió máy bay đang bay, luồng gió ngoài nè, nó bể cái này nó có lủng cái lỗ không, nó hút, nó có lực hút đó, rút từ trong này lên xăng nó xì vô đó. Bởi vậy ví dụ mà xe bạn á, mà cái dàn hơi của bạn á, mà yếu á, thì cái lực hút ở đây nè, hút nó yếu rồi nó sẽ không giật nổi xăng từ dưới đây lên theo cái ống này, bạn hiểu không, không giật nổi đó. Nó cũng một phần nó cũng canh khó nữa, bạn phải dàn hơi căng hay là lửa đúng rồi đó, thì cái đúng cái dàn hơi của bạn canh đó, bạn canh theo chứ đừng có kiểu mà cái dàn hơi yếu mà không đi cái họng gió lớn là đo cái họng xăng lớn là không có được. Bạn phải đi phù hợp với xe bạn để nó tạo một cái đường rút nè, nó rút mạnh ra đây thì cái này nó giật xăng đúng chính xác nhiều, đi vô đúng và chính xác hơn, nó tơ xương, nó tôm xương ra, nó canh dễ canh hơn các bạn đó, mình nói chơi thôi. Rồi giá bình xăng bạn coi nha.